lúc xuân về, mẹ thường tăng ca thêm vài giờ, về nhà đêm khuya và rồi sáng mẹ dậy tinh mơ. Vì mẹ luôn mong rằng nhà ta Tết đến có nhiều chút trong nhà, chút bánh, chút trà, chút hương hoa, dù có chút khi xuân qua. Mẹ nhớ tối giao thừa đến nhà, và con ngồi ở trước hiên trường, cay cay nước mắt rơi. Mẹ chợt nhận ra gia tài của mẹ là đây, cần gì xa. Tết đến về bên nhau, cần chi phải ước mơ sang giàu. Vì giàu của mẹ là thấy những đứa con mình khỏe mạnh trong tay. Chẳng có tiền nào đó, chẳng điều chi bằng việc Tết có gia đình ta có sức khỏe, thì cái Tết của mẹ giàu to. Bà kể mẹ nghe Tết năm xưa, bày biện đơn sơ chút mật dừa, vậy mà vui sao vì cả nhà mình Tết bình an bên nhau. Chỉ cần năm nay cả nhà ta có bố, có mẹ, có ông bà, có tất cả luôn mạnh khỏe vui cười, thì Tết năm nay giàu to nha. Tết đến về bên nhau, cần chi phải ước mơ sang giàu. Vì giàu của mẹ là thấy những đứa con mình khỏe mạnh trong tay. Chẳng có tiền nào đó, chẳng điều chi bằng việc Tết có gia đình ta có sức khỏe, thì cái Tết của mẹ giàu to. Yeah, alo, mẹ ơi, Tết năm nay con về trễ nhá, cày thêm cho dư ra đem mua ít quà. Thôi con, đâu cần xa hoa, giữ sức khỏe về sớm nha. Thêm một chút, hâm một chút, đâu có thêm giàu. Dành từng phút nhiều một chút để ở bên nhau. Giàu của con là gia đình mạnh khỏe, là ba với mẹ và ở cạnh bên. Tết đến về bên nhau, cần chi phải ước mơ sang giàu. Vì giàu của con là khi mẹ ba vẫn khỏe mạnh ở bên con. Chẳng có tiền nào đó, chẳng điều chi bằng việc Tết có. Gia đình ta có sức khỏe, thì cái Tết của mẹ giàu to. Tết đến về bên nhau, cần chi phải ước mơ sang giàu. Vì giàu của mẹ là thấy những đứa con mình khỏe mạnh trong tay. Chẳng có tiền nào đó, chẳng điều chi bằng việc Tết có. Có gia đình ta có sức khỏe, thì cái Tết của mẹ giàu to. Sức khỏe thì cái Tết của mẹ giàu to.